Đại tá Khuất Biên Hòa, trợ lý của Đại tướng Lê Đức Anh, cần tước danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Lê Mã Lương. Đại tá Khuất Biên Hòa vinh dự được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ làm trợ lý cho nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nhiều năm liền, từ khi ông Lê Đức Anh còn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hiện nay, Đại tá Khuất Biên Hòa đã được nghỉ hưu và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nghỉ hưu, nhưng bác đại tá vẫn quan tâm theo dõi tình hình thời sự đất nước và bác vô cùng bức xúc trước thông tin về cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử đã xuyên tạc sự thật, bôi nhọ lãnh đạo đất nước. Vì sự bức xúc đó, bác đại tá đã chủ động gọi điện cho bác Doãn Như Lân để kể chuyện về ông Lê Mã Lương, chủ biên cuốn sách độc hại Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Qua lời kể của bác đại tá Khuất Biên Hòa, lần đầu tiên bạn đọc được biết đến những chuyện thâm cung bí sử về ông Lê Mã Lương và về sự độc hại trong cái video clip mà ông Lê Mã Lương đã xuyên tạc về bịa đặt về lệnh cấm nổ súng ở Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Mời bạn đọc nghe lời kể của đại tá Khuất Biên Hòa. Xin kính chào bà con, xin kính chào tất cả các quý vị quan tâm đến kênh Việt Vision. Tôi hôm nay lại lên có một bài nói chuyện mới đối với bà con. Thưa bà con, trong cái thời gian vừa qua, dư luận cả nước chúng ta ở trong mọi tầng lớp nhân dân đều rất phẫn nộ khi cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử được xuất bản. Thậm chí cuốn sách này còn được một nhà xuất bản ở Mỹ đã mua lại bản quyền và cho xuất bản rộng rãi bằng tiếng Anh. Sau đây, xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe bài nói chuyện của ông đại tá, nguyên là trợ lý của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh. Mời bà con cùng nghe. Khi mà năm ngoái, năm kia thì năm ngoái phải, là một lúc đó mà rộ lên ở trên mạng, là nó rộ lên cái cuộc hội thảo gì đó mà Lê đứng ra nói hùng hồn cái chuyện Gạc Ma mà. Đúng rồi. Thì lúc đó là rất nhiều cán bộ rồi, cả mấy người con của bác Lê Đức Anh là gọi điện cho tôi, bảo anh Hòa, anh có ý kiến chứ bây giờ để mà Lê Mạ Lương nó nói lung tung này, mà như vậy là nó định kết tội cả Bộ Chính trị với lại cả Bộ trưởng Lê Đức Anh ấy chứ. Đúng rồi. Chứ ý đồ của nó là rất là rõ chứ. Tôi bảo đúng rồi, bởi vì nó nói như thế này mà những cái việc quan trọng như này Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải thông qua Bộ Chính trị, mà riêng bác Lê Đức Anh với ông Võ Văn Kiệt, ông Độ 10, cái kíp lãnh đạo khóa 7, khóa 8 người ta rất thân trọng với đoạn đó. Những cái gì lớn đều thông qua Bộ Chính trị hết, mà không chưa thông qua là không có làm. Đúng như rồi. Vậy như cái việc này mà nó nói là ra lệnh không được bắn thì là nó lên án, nó kết tội cả Bộ Chính trị và kết tội cụ Lê Đức Anh, thì tôi thấy không được. Thì lúc đó tôi mới gọi điện cho Lê Mạn Lương, anh ạ. Vâng. Thì Lê Mạn Lương hôm đó bảo tiếc quá anh gọi sớm, thì sáng nay tôi còn ở Sài Gòn thì anh em gặp tôi lại bay ra Hà Nội rồi, bảo không sao. Thế bây giờ tôi mới thấy ở trên mạng như thế thì tại sao anh lại nói như vậy. Thì lúc đó là Lê Mạn Lương lại nói kiểu xua đi, thấy chưa? Kiểu vô trách nhiệm, bảo ui rồi rồi báo mạng mà anh quan tâm làm gì. À. Nói câu trả lời câu đầu tiên tôi trả lời tôi như vậy. À. Thế mà tôi bảo không thể không quan tâm, bởi vì anh nói này là đồng chạm đến Bộ Chính trị, thấy chưa? À. Đến ông thủ trưởng mà tôi vô cùng kính trọng, mà tôi được Đảng Nhà nước giao cho làm trợ lý phục vụ cụ bao nhiêu năm, tôi thấy là anh nói khác hẳn với tinh thần và bản chất của cụ, không đúng. Thứ hai nữa, một cái hội thảo người ta đưa cả hình cả tiếng rõ ràng của anh mà anh bảo là báo mạng quan tâm làm gì, thế sao không quan tâm mà anh lại giơ mặt ở đấy mà người ta phát đi phát lại. Thế bây giờ tôi hỏi anh nhá, cái thời điểm đầu năm 1988 anh làm gì ở đâu? Anh nói cho tôi biết đi. Thế thì Lương nó bảo lúc đó tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn 5 bộ binh của quân khu 3, sau này thì trung đoàn 1 ít năm sau có đổi phiên hiệu trở thành trung đoàn 25. Thế tôi bảo như vậy là quân khu 3 không hề được giao cái địa bàn về Trường Sa nhá. Trường Sa không phải của quân khu 3. Thứ hai nữa anh lại là trung đoàn bộ binh. Bộ binh lại càng không có là gắn bê hải quân. Thứ ba anh là cấp trung đoàn trưởng. Tôi nói với anh, quy chế trong quân đội là chúng ta hiểu rất rõ, tôi là đại tá anh thiếu tướng thì càng hiểu rất rõ là
người mà nhận được lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng trực tiếp chỉ là tư lệnh quân khu quân đoàn thôi, nhá. Đến cỡ sư trưởng dưới quân đoàn cũng không bao giờ được nhận lệnh trực tiếp của Bộ trưởng Quốc phòng. Anh lại cấp trung đoàn trưởng làm sao anh nhận lệnh được của cục Lê Đức Anh Bộ trưởng Quốc phòng mà mấy anh nói đấy, nhá. Anh nói đấy, rồi anh lại lấy là cái lời của một cái ông mà đã chết rồi, ai dựng ông chết lên để mà hỏi được, nhá. Anh nói một cách vô căn cứ thế là vô trách nhiệm. À, nếu mà tôi nói với anh hôm nay là anh xong lại bảo thôi anh ơi thôi báo mạng vớ vẩn rồi không quan tâm được, bảo không được quan tâm mà anh phải chịu trách nhiệm này, nếu mà anh còn cù nhầy như thế nhá ta không nói với cái chỗ mà phát sinh ra cái chương trình xóa đi nhá, thì tôi nói với anh tôi sẽ ra Bộ Quốc phòng, ra Quân ủy Trung ương và kể cả bên Trung ương, tôi đề nghị là cho thanh tra lại cái vấn đề Điện Biên để xem lên mạng lương chấm mút ăn ở đấy bao nhiêu, hiểu chưa? Mà gây ra mấy cái tiêu cực ở Điện Biên mà báo chí hồi đó mà đảng nhà nước rất xót xa phải chữa cháy lại đấy, hiểu chưa? Tôi sẽ đi đến cùng đấy, tôi mới dọa lên mạng lương thế. Tôi quý anh thì tôi nói với anh như thế để anh sửa chữa, anh khắc phục thôi, nhá. Chứ không phải là nói để truyền cho vui hoặc là đe dọa gì đâu. Còn nếu đúng ra làm rõ mọi cái ra thì tôi có thể khi mà rõ ràng đúng như dự đoán của tôi ấy, thấy chưa? Thì tôi có thể với tư cách cá nhân tôi đề nghị đảng nhà nước, một là tước cái danh hiệu anh hùng của anh, thứ hai khai trừ đảng vĩnh viễn, thứ ba là hạ cấp quân hàm từ thiếu tướng xuống đại tá, mà cái đó rất xứng đáng. Không ngờ là thằng cha nó vào xong rồi lúc ấy gái là nó kiểu nó nói nó gạt đi để mình không nói gì nữa, nó bảo thôi được rồi nó nói vậy. Thế không ngờ vừa rồi hắn lại vẫn quyết liệt hắn làm cái cuốn sách mà tôi rất tiếc tôi ở trong này tôi không được đọc cuốn sách, nhưng mà nghe các anh phân tích nói ở trên mạng tôi thấy rất là đúng ấy. Mà hôm qua tôi mở tôi nghe hết cái phần anh nói tôi thấy là rất là hoan nghênh, rất là phục. Rất cảm ơn anh. Hôm nay xin trao đổi với anh như thế. Sáng nay tôi có gọi cho thằng cháu tôi, nó đang tổng biên tập báo Vietnamnet. Tôi bảo nếu có định đăng cái vấn đề này thì cháu cử một phóng viên nào viết rõ đến đây, chú cùng với nó làm một bài, thấy chưa? Để cho ra Ngô ra khoai cái thằng cha Lê Mạn Lương này, đằng sau nó chắc là có ai móc nối và cho tiền nó thì nó đứng ra nó phản lại cả quân đội cả dân tộc này là không được. Nó thế này anh ạ, cái thằng cha này nó không những nó đã xuất bản mà nó lại còn bán bản quyền cho bọn Mỹ, và bọn Mỹ nó xuất bản ngay anh ạ. Bọn Mỹ nên nó đang xuất bản, nó bán rộng rãi trên thế giới rồi anh ạ. Thế chính vì vậy cho nên vừa rồi nhá, là ban tuyên giáo có ngay sau khi ra và anh em ở bên ngoài phản đối đấy, người cao nhất đó là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã có ngay một bài viết, chắc anh cũng biết ông Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn ấy ạ. Vâng. Có thì ông đã viết ngay một bài và sau đó bọn em cũng hôm nói qua như tôi này. Có đọc rồi, tôi có mở bài của ông ấy đấy. Ông ấy vốn là cục trưởng cục tuyên huấn mà. Vâng. Thế thì em mới nói đây này, thì lập tức là ngay sau đó là ban tuyên giáo đã cho một cuộc thẩm định và quyết định là như Lê Mạn Lương nói như vậy là sai và bắt là phải hủy cái bộ chuyện đó đi, à cái sách đó đi, chỉnh sửa lại, bỏ cái không có cái lệnh đó anh ạ. Thế nhưng mà và cái ông giám đốc của nhà xuất bản Văn Học là cái nơi mà đã xuất bản cái cuốn sách ấy đã hứa với tất cả là sẽ hủy toàn bộ các cái quyển đã in. Những ai mua rồi thì sau đây là nhà xuất bản chỉnh sửa lại in ra quyển mới thì sẽ đổi cho. Thế nhưng đến bây giờ thì lại làm cái trò mèo, anh không biết anh đã nghe lại cái bài tiếp sau của em là bây giờ làm cái trò mèo là làm một cái tờ đính chính. Anh ạ, làm một cái tờ đính chính còn cái in ở trong quyển sách chính là vấn đề đấy. Mà bây giờ là mỗi quyển sách để kẹp thêm một cái tờ đính chính ấy. Đấy, và sau đó là những ai đã mua rồi thì đến các cái hiệu sách bán ấy thì người ta phát cho một cái tờ đính chính đó. Thế thì em mới nói với anh là thế này, em bảo thôi các ông đừng làm trò mèo nữa. Không biết anh đã nghe cái bài chưa? Em với cả Trung tướng Nguyễn Tuấn cũng nói về vấn đề đó đấy. Hôm em phỏng vừa cái bài sau này tôi chưa được nghe. À đấy, cũng có cái bài chính là em phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Tuấn. Và Trung tướng Nguyễn Tuấn bảo em nói rất đúng, đấy là cái trò mèo. Tức là đính chính người ta chỉ đính chính những cái sai sót về văn học, về dấu chấm thôi vậy. Đây cả một vấn đề sai sót về chính trị lớn như vậy mà lại đính chính. Cái tờ đính chính thì nó tồn tại được bao lâu? Mà tuyên giáo mà chỉ đạo rồi mà thằng cha kia nó không hủy, không thu hồi thì phải kỷ luật nó đi chứ. Thì nhưng em nói anh biết đấy, chính trong bài đó anh và anh nghe, chẳng qua các ông, các ông bây giờ không dám hủy là vì thế này. Cái người Mỹ nó mua cái bản quyền của các ông, nó chỉ mua đúng bốn cái câu là không được nổ súng. Chứ còn bây giờ các ông mà hủy bộ sách này đi không, chữa lại và là bỏ cái câu đi thì thằng Mỹ nó đòi lại tiền của các ông.
chứ nó mua làm gì cái sách bẩn của ông ấy. Nói đúng không? Chẳng qua nó mua cái sự xuyên tạc của ông đấy, anh và anh nghe cái bài em nói thẳng như thế đấy, nó mua sự xuyên tạc của ông, cho nên bây giờ ông cũng dám ủy, các ông làm cái trò mèo. Em đề nghị tất cả các cơ quan trung ương trực thuộc đấy, một là tiếp tục cho cái quyển sách đó lưu hành bình thường, hai là hủy, chứ không thể nào có cái chuyện đính chính của trẻ con gần như tờ đính chính. Thế thì em hỏi anh đi, cái quyển sách người ta xem ở tờ chính hay là người ta xem ở cái tờ đính chính, đúng không? Anh và anh nghe nốt cái bài của trung tướng em chọn huấn trung tướng Nguyễn Đình Tuấn đấy nhé, về cái vấn đề của sao có rồi anh ạ. Thế mà rất cảm ơn anh hôm nay anh đã cho em biết cái thông tin này, em sẽ đưa ngay lên để cho cộng đồng mạng thì cái này tôi nói thêm với ông luôn là thời kỳ rộ lên tôi có trực tiếp hỏi bác Lê Đức Anh nhá. Thì bác nói là lúc đó mình biết hết và Trung Quốc nó phía sau nó đã chuẩn bị hải luật lục không quân rất là hùng mạnh. Nếu mà mình mà trên này thì vệ tinh của rất nhiều nước thôi chứ mình không cãi được, là nó ghi rất là rõ. Nếu mình nổ súng trước coi như nó lấy cớ là mình khiêu khích mình ấy, là nó lấn tới, thì lúc đó không phải là mất một gạc ma mà nó sẽ tràn tới, nó chiếm hết em cũng nghĩ các đảo của Trường Sa. Đúng đấy, cụ anh cũng trả lời tôi đấy. Cho nên là cái này là đúng như chú nói, là những cái chủ trương này là phải thông qua bộ anh chị đồng ý thì Bộ trưởng Quốc phòng cũng mấy ấy, chứ không phải là tự tiện được. Đúng rồi. Chỉ có khi nào mà trận chiến đang xảy ra thì lúc đó như là Bộ trưởng Quốc phòng đã được đảng giao cho thượng phương Bảo Kiếm ấy, đúng rồi, là phải lệnh tức thời. Chứ còn cái lúc này chưa phải là lúc đó, thì chưa phải cái tình huống đó thì phải những cái chủ trương thì mình dự kiến là phải báo cáo và có chủ trương bộ chị nhất trí thì mới là, chứ không tùy tiện được. Em đấy. Nghĩ này đúng. Thế còn cái nữa là em thấy thế này này, chính trong cái bài nói của thằng cha em nghe rất kỹ rồi. Nó bảo tôi nghe một người nói như vậy. Thế em ngay cả ông bọn em vừa rồi bọn em cũng có bình luận này, bọn em bảo rằng ông mới chỉ là nghe, thì ông có được nghe trực tiếp đâu mà tại sao ông lại dám khẳng định cái điều đó? Một vấn đề rất quan trọng của lịch sử đất nước như này, đúng không? Ông là một anh hùng, ông không có trách nhiệm với đất nước thì em nói thẳng. Tôi linh tính là thằng cha này bị ăn tiền, thấy chưa? Bị ăn tiền và chót nói một lần và một số anh nó khích lên, thấy chưa? Bây giờ đã chót thế thì làm tới đấy. Cũng không và phải bị cũng không những anh khác nó khích bẩy rồi nó cho tiền. Cũng không phải thế. Hắn nói ra, hắn nói ra nhá. Thế sau đó vì sĩ diện thì cũng chưa chỉnh chính lại, nhưng một thời kỳ nó ký nó đã im rồi. Những đợt này là bọn Mỹ nó chi tiền nó mua rất to cao cái bản quyền này. Anh ạ. Thế à? Ui rồi anh chưa biết đấy. Anh vào nghe cái bài của em với Trung tướng Đinh Tuấn phối hợp, em cũng phỏng vấn của anh qua điện thoại như này này nhá. Anh tức là ông Tuấn ông còn thắc mắc là ngày mùng 4 ở bên Mỹ đã chính thức có sách phát hành, mà ngày mùng 10 thì chính thức là các ông ấy bắt đầu ký hợp đồng bán bản quyền, chứng tỏ cái việc này là Mỹ nó đã có chuẩn bị từ trước, nó bán trước cái ngày ký hợp đồng. Anh hiểu chưa? Ông bán bản quyền cho Mỹ mà. Em đã nói rồi, tôi đố các ông bỏ bốn cái câu không nổ súng, không được nổ súng đi. Ông bỏ đi một cái là Mỹ nó đòi tiền ngay. Anh hiểu chưa? Nó mua bốn cái câu ý, chứ còn trong em cũng có nói đấy anh ấy. Tức là tại sao như Chuyện Kiều, tại sao như Bình Ngô đại cáo, tại sao như tất cả những cuốn sách rất nổi tiếng Việt Nam Mỹ nó không mua, nó không in. Mà nó mua sách vớ vẩn của ông Lê Mã Lương thì chả có một tiếng tăm gì trên văn đàn cả nhá. Chẳng qua nó mua cái câu xuyên tạc của ông đấy. Anh vào nghe cái câu cái bài em nói rồi. Trước tiên là rất là cảm ơn anh đã đứng về phía nhân dân đấy, em nói thật. Trước tiên là rất là cảm ơn anh đã đứng về phía nhân dân, đứng về phía lẽ phải. Anh đã có những tiếng nói của anh, những tiếng nói của các anh thì nó mới là giá trị, chứ một em thì chỉ gọi là phụ họa thôi anh ạ. Đấy, cho nên là đa số là những việc gì quan trọng là em đều phải để mời Trung tướng Nguyễn Đình Tuấn, mà cũng rất tin, may là Trung tướng lại tin em anh ạ. Anh ấy còn nói rằng nhá, có rất nhiều các đài truyền hình muốn phỏng vấn anh không trả lời, nhưng Lân trả lời, anh lại trả lời đấy. Anh cũng nói thế để anh yên tâm, là anh đặt lòng tin, nó không sai chỗ đâu, anh yên tâm. Anh em mình đứng nhau phối hợp để bảo vệ cái lẽ phải thôi, chứ chúng ta không làm cái gì sai trái cả nhá. Thế rồi. Cảm ơn anh, có gì thì em sẽ lại liên lạc lại với anh nhá. Rồi, nhất trí, hoàn toàn. Cảm ơn nhá, chào nhá. Vâng.